30 30. Sao quá à. Nè chờ hầm tâm nè, xôi nè, xôi gà nè, đó bánh ú nè, bánh ít nè, cái gì đây ta bác? Bắp nếp nè, bắp bảy sắc cầu vồng mà ta, có chuối hấp này nè mẹ, à. Đó, đó để hiu chân nha mọi người, cái gì cũng có, bánh cam nhúng đường nè, đó, cả bánh công, mẹ bánh công này hồi xưa giờ mới thấy đây nè, đó, mua bánh công ăn, cứng không? Nó này cái gì cũng có bán nha, này bánh nước hả? Bánh nước nhưng mà nổi nước, bánh nước chả lụa nè. Đó, bánh chả lụa. Mình có bánh nước. Thịt gà sợ. Họ còn ngán thịt gà. Ở trong này cái gì cũng bán hết nha mọi người. Đó. Chả lụa nè. Đó. Trang gì cho đấy. Bánh bò này nha. Này là bánh bò nè, đó. Ngon quá ta. Bánh bò. Hình như bánh đây là phải bánh bù thơ, bánh xù xơi, bánh gì đó, bánh thịt xịt đó. Dạ. Bánh chuối nướng. Này cái gì cũng có, cơm cháy cũng có nè. Chuối nướng. Ờ lộn rồi, chuối kia, chuối gì? Chuối sấy. Chuối sấy không có bán, chuối hấp riêng thôi. Con không thích ăn bánh nhà lộn. Đây nè. Chuối hấp riêng. Đó, bánh hay gì đó. À, gỏi cuốn. Gỏi cuốn. Bánh bèo có luôn này nha. Cái gì cũng có. Bèo tôm. Bánh bèo không? Ở đây bán bao. Bánh bao lấy đậu lấy hai hộp bánh bao nhỏ. Không thấy sợ. Này bánh ít nè mẹ. Có nít đậu có nít đậu nè, nấu à, đậu còn lấy chân mà dùng cái bị đậu phộng, đậu phộng đi không nha, bánh cam có bánh cam tiêu ngon hết trơn, bánh chuối chiên nữa đi ra chứ lúc nào cũng vô đây. Bánh bao mà có trứng á hả? Lấy con bánh bao nhỏ nhỏ mà con thường mua mà có trứng không? Có trứng phải không? 12 đồng bao nhiêu con? 15 đồng bây giờ đúng rồi, 15 đồng thì. Là cái hộp nó lớn. Đây trả lụa, trả gì đây? Đó là trả lụa. Đây cho trứng ăn chú. Đó, bánh bao. Đây trả lụa thịt nào đó. Chỗ này đang bánh ngon lắm nha mọi người đây. Heo. Bánh bao nè. Con mua là con tan lúc nào con mua ở đây cũng là con giục con à. Đừng bỏ lên cho ông tính tiền. Bánh bánh gì? Patio này à, gì luôn. Ai có một đội vậy? Patio. Ăn bánh patio. Patio. Đó rồi ăn bánh cam nữa kìa. Đó, bánh cam nè. Chú lấy con không, cái này tôi ăn. Chú hai cái patio. Hai cái patio. Dạ. Hai cái bánh cam. Hai cái bánh cam. Còn cái chú chiên chứ hai cái bánh tiêu. À, cái bánh chú chiên rồi, lấy cái bánh tiêu 3 cái 4 đồng. Rồi lấy con 3 cái. Ở đây bán cái gì cũng có nha mọi người nha. Đó. Đó quay đây. Không đi nhìn mẹ nào. Em ơi. Em đòi. Dạ. Em qua đây em ơi. Dạ. Em nói mấy cái bao bì xù hai cái phải không? Dạ hai cái. Hai cái chuối chiên. Bánh tiêu nó bán 4 đồng gì đó rồi lấy con 4 đồng. Hai cái chuối chiên. Dạ. Rồi 4 à 3 cái bánh tiêu. Dạ. Rồi. Sài Gòn chợ lớn sao? Rồi. Đây này hai cái bánh cam nha. Ờ quên bánh cam mới nhẹ hai cái bánh cam. Đó, đó này có đầy đủ. Đây gì đây? Dạ không. Dạ không. Đó, có bánh đóng đi dặn của có gì nữa không lấy tính tiền luôn. Thôi con lấy hai hộp bánh bao rồi. Mẹ ăn bánh bò mẹ. Bánh bò. Có chuối nướng nữa nè. Ai tính tiền trước phải chú luôn đi dặn con có gì. Cái bánh chiên nè, có con mấy mua này. Đây nè. Ờ, nhà có bánh chiên nè. À, nhà mình có nè. Nè, mắm chua.
chân rồi đó, đó thấy chưa, cái gì cũng có, không có tiền. Ở đây là không có tiền để ăn chứ không, cái gì cũng có. Chè nè mẹ, chè, chè đâu, chè chuối, chè nước hũ đậu hũ tiếp đường nó lấy cho hai hộp trên đường. Đậu hũ nước đường đó nha mọi người, lấy hai hộp đậu hũ nước đường luôn á chị.